Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim Kiếm Khúc, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lúc ấy vào giữa tiết hè ngày đang chính ngọ, dần dương tỏa ánh nắng hừng hực như thiêu đốt. Trên quan lộ vắng que không một bóng hình nhân, dù là người ngựa hay khách bộ hành đều đã tìm nơi tránh nắng. Bây giờ trước phổ Độ Am, cách quan lộ chừng một tầm tên, có một người tay phe phẩy chiếc nón lá ngồi dưới gốc đa cổ thụ trước am. Đó là một nam nhân độ 20 tuổi, y phục cũ rách, trường kiếm đặt trên đầu gối. Bên sườn còn có đeo một chiếc túi gấm, dáng vẻ như là một võ sĩ. Thiếu niên là Lãng Tử Lãnh Nhất Phàm. Chợt cửa am bật mở, từ trong bước ra không phải là Ni Cô, mà lại là một thanh y thiếu nữ chừng 18-19 tuổi, trang điểm giản dị giống như một thôn nữ. Đi ngang qua Lãnh Nhất Phàm, thiếu nữ dừng bước đưa ánh mắt nhìn sang. Bốn mắt giao nhau, Lãnh Nhất Phàm bất giác thấy lòng chấn động. Thiếu nữ cũng hơi biến sắc, vội rảo chân bước đi. Thiếu nữ đi rồi nhưng Lãnh Nhất Phàm như thấy bóng dáng của nàng vẫn còn lưu trong ký ức của mình, với vẻ thanh trần thoát tục, nét kiều diễm có phần lạnh lùng pha lẫn chút gì đó hoang dã, khiến cho người ta chỉ gặp một lần cũng không sao quên được. Nhưng đặc biệt có ấn tượng nhất là đôi mắt với cái nhìn sắc như đao, đầy giả tính, có vẻ như khiêu khích, hoàn toàn tương phản với nét đẹp thùy mỹ của khuôn mặt. Nàng là ai thế? Lãnh Nhất Phàm nhìn theo thiếu nữ rồi tự hỏi. Lát sau một nhân ảnh lại đi nhanh ra cửa am, đưa mắt quan sát chung quanh. Đó là một trung niên nữ ni, có bộ mặt rất khó coi. Nữ ni quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Nhất Phàm, dừng lại giây lát rồi vội vàng đi nhanh khỏi am. Lãnh Nhất Phàm chợt động tâm, Ni Cô tất đuổi theo thiếu nữ mỹ miều kia. Tuy vậy chàng không buồn giải thích vì sao như vậy, bởi vì việc đó không liên quan đến mình. Lãnh Nhất Phàm ngước nhìn thiện sắc. Bầu trời vẫn còn đang trong veo không một gợn mây, nắng vẫn chói chang so với lúc trưa không hề thuyên giảm. Còn chưa đến lúc lên đường. Không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên một tiếng kêu thét từ quan lộ vẳng đến. Lãnh Nhất Phàm kinh hãi đứng bật dậy rồi không kịp nghĩ ngợi, phóng mình băng đi. Chỉ thấy ngay từ quan lộ rẽ vào am có một người nằm bất động. Rõ ràng là thiếu niên nữ ni vừa ra khỏi phổ Độ Am. Lãnh Nhất Phàm đâm bổ đến, nữ ni nằm trên vũng máu. Bộ tăng y ướt đẫm nhưng vẫn còn ngoắc ngoái chưa chết. Lãnh Bất Phàm chợt đưa ánh mắt nhìn, thấy cách đó mười mấy trượng. Có một bóng người nhỏ nhắn lướt đi rất nhanh. Thần pháp tỏ ra không phải là hạng tầm thường. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ phạm chính là thiếu nữ mỹ miều kia. Nhưng hiện tại cứu người là cấp thiết. Lãnh Nhất Phàm cắn răng quỳ gối xuống trầm giọng hỏi. Sư thái, thương thế có nặng không? Trung niên nữ ni mở đôi mắt thất thần, cố sức mấp máy đôi môi, nhưng không nói được thành tiếng. Mà chỉ thấy máu tươi vẫn từ miệng ứa ra. Theo kinh nghiệm Lãnh Nhất Phàm biết rằng vết thương đã nhập vào nội phủ, không còn chữa trị được nữa. Bây giờ chàng mới phát hiện được vết thương ở ngực, hẳn hung thủ đã dùng đao hoặc là kiếm. Lãnh Nhất Phàm cúi xuống thấp hơn một chút rồi hỏi, sư thái, cô ta là ai? Vì sao mà giết sư thái? Nữ ni cố dặn hết sức lực thốt ra được ba tiếng. Nữ sát thủ. Rồi mắt trợn ngược, đôi đồng tử giãn to, khóe môi rỉ máu, cơ thể giật giật một cái rồi bất động. Hiển nhiên sư thái đã đoạn khí. Lãnh Nhất Phàm sờ vào mũi của nữ ni, lại đưa tay bắt mạch, cuối cùng tuyệt vọng lắc đầu đứng lên, băn khoăn nghĩ ngợi. Thiếu nữ mỹ miều kia tại sao lại vào nơi không môn giết người? Chẳng lẽ giữa họ có mâu thuẫn gì sao?
Bây giờ cần phải vào trong am tra hỏi tường tận mới được. Nghĩ đoạn quay người trở lại phía am. Thông thường một nam nhân không được vào am đường, nhưng hiện tại đã phát sinh biến cố khẩn cấp nên không cần câu nệ. Sau cửa am là tiền viện, mọc chen lẫn hoa và cỏ dại. Giữa có một khóm trúc chia tiền viện làm hai. Khóm trúc đường đối diện dơi một hồ nhỏ có giả sơn, nước biếc rêu xanh khiến người có cảm giác thanh thoát. Qua khỏi tiền viện là Phật điện. Gian giữa có tượng Quan Thế Âm, một tay cầm hồ lô, tay kia giơ cao nhành dương. Hai bên có thiện tài Long Nữ đứng hầu. Từ bình hương khói bốc nghi ngút, Phật điện bao trùm một bầu không khí tĩnh mịch, không một tiếng động, không một bóng người. Chẳng lẽ trong tòa am đường chỉ có một mình trung niên nữ ni trụ trì? Lãnh Nhất Phàm quay lại rồi đi sâu vào trong hậu điện, vẫn không thấy một nhân ảnh nào. Chàng đến tận giải tịnh cư, cao giọng rồi hỏi, có ai không? Không có phản ứng gì. Chàng đưa mắt quan sát, rồi rẽ nhanh qua giải tịnh cư bên trái. Ở đó có ba gian phòng. Lãnh Bất Phàm vừa đến gian phòng đầu tiên, đột nhiên thấy mùi vị khác thường. Sau một lúc mới nhận thấy đó là mùi phấn hương. Chẳng lẽ người xuất gia vẫn chưa bỏ được nếp trần tục? Chàng không do dự bước thẳng tới cửa phòng. À! Một tiếng kêu kinh sợ làm cho Lãnh Nhất Phàm giật mình lùi lại. Sau một lúc định thần, chàng chú mục nhìn vào ở trong phòng. Cảnh tượng hiện ra làm cho chàng rợn cả người. Một trung niên thiếu phụ ăn mặc theo lối tục gia, ngồi co rúm ở góc phòng, dương mắt kinh sợ nhìn Lãnh Bất Phàm, trên mặt biểu lộ như vừa gặp ma quỷ. Ở dưới đất bên một chiếc giường có một nữ ni nằm bất động trên vũng máu. Lãnh Bất Phàm cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Trung niên thiếu phụ càng thu người lại nhỏ hơn, đôi mắt kinh hoàng mở to nhìn đối phương không chớp. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, đại để là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung niên thiếu phụ rung giọng, người đại hiệp có phải là đồng đảng không vậy? Đồng đảng với ai? Nữ sát thủ. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nhắc lại, nữ sát thủ? Lại là thị? Trong đầu lại hiện ra hình ảnh của thanh y thiếu nữ, nét mặt kiều diễm thùy mị, với cách trang điểm giản dị, nhưng đôi mắt sắc như dao, và có vẻ hoang dã. Một thiếu nữ mỹ miều như thế sao lại giết người, chẳng khác gì một nữ ma đầu vậy. Nếu không được tận mắt nhận thấy, thì ai tin cho được chuyện đó. Giết người chẳng phải là một chuyện bình thường, tất phải có nguyên nhân, nhưng bởi nguyên nhân nào? Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, nó vì sao lại giết người? Không biết. Trung niên thiếu phụ lắc đầu, bây giờ bà đã trấn tĩnh hơn nhiều, giọng nói đã mạch lạc hơn, không còn run rẩy nữa. Bà ở đây mà không biết sao? Ta thật không biết mà. Trong am còn người nào khác nữa không? Thiếu phụ trả lời, có sư thái trụ trì, vừa rồi sư thái đã truy theo hung thủ, còn lại hai vị tiểu sư phụ, một vị đã bị giết rồi. Thiếu phụ chỉ tay vào nữ ni nằm ở trên mặt đất cạnh đó và nói tiếp, còn vị kia vào thành khất thực, còn ta phục dịch ở đây giặt vũ nấu cơm phục vụ. Nói đến đó rồi không nói tiếp nữa. Vậy sao? Lãnh Nhất Phàm lại nhíu mày. Sư thái trụ trì hiển nhiên là trung niên nữ ni vừa bị giết ở gần quan lộ, còn nữ ni kia vào thành khất thực, nếu trở về gặp nữ sát thủ dọc đường rất có thể cũng bị hạ độc thủ. Nếu vậy mình biết chuyện này mà không can thiệp vào thì còn gì là tinh thần võ đạo nữa. Liền nghiêm giọng nói, trụ trì sư thái của Quý Am cũng đã bị sát hại rồi. Bà hãy tìm cách mua quan tài và lo hậu sự cho họ. Ta có việc cần phải đi ngay. Trung niên thiếu phụ run bắn người lắp bắp hỏi, trụ trì cũng... Rồi bỗng khóc òa lên. Lãnh Nhất Phàm vội quay người rời khỏi am tự. Bên quan lộ có một lưng đình đã cũ, mấy chiếc ghế hư nát không dùng được nữa. Không biết có vị hảo tâm nào mang đến những tảng đá dùng để làm chỗ ngồi. Lúc đó mặt trời đã xế bóng, nhưng sự oi bức vẫn chưa thuyên giảm. Một thanh y thiếu nữ độc tọa trên phiến đá trong lưng đình hóng mát.
Thiếu nữ đó chính là nữ tử mỹ miều vừa giết người ở Phổ Độ Am. Cô ta đăm đăm nhìn ra đường, đôi mi nhíu chặt, chắc ở trong lòng đang có tâm sự nặng nề. Chợt từ xa có tiếng gió ngựa, lát sau xuất hiện ba kỵ mã đến gần lương đình thì dừng lại. Có lẽ do vừa phóng nhanh lại thêm ngoài trời nóng bức, cho nên ba con ngựa ướt đẫm mồ hôi, miệng sùi bọt mép. Kỵ sĩ đi đầu là một trung niên nam tử, vẻ mặt giáo hoạt. Hai kỵ sĩ khác là hai hán tử trẻ hơn, trong đó một tên mắt hõm sâu, hai má lởm chởm bộ râu quai nón, ứng như là lông heo, tướng mạo dữ dằn. Đại hán kia nhìn càng đáng sợ hơn, một vết sẹo do đao chém chạy dài xuống từ ở dưới mắt trái đến quá miệng, làm thịt gồ lên đỏ hỏn, cùng chiếc mũi quằn và cái miệng rộng dơi hai chiếc nanh lồi ra như lợn rừng, làm cho hắn chẳng khác nào là một hung thần. Trung niên nhân dán mắt vào thanh y thiếu nữ, môi nở một nụ cười dâm tà. Thiếu nữ vẫn ngồi trầm tư, tựa hồ như không biết có người vừa xuất hiện. Lão đại, đại hán mặt heo cất tiếng cười như lừa rống. Nghĩ chút đã, suốt ngày phóng như điên dưới nắng thiêu đốt, nóng hết chịu nổi rồi, ngựa cũng đã kiệt sức rồi kìa. Trung niên nhân bị thiếu nữ hút mất hồn không nghe thấy. Đại hán râu quai nón tiếp lời. Ta gọi lão đại, chúng ta nghỉ một lúc nghe không? Thanh âm lên cao hết cung bậc, như là tiếng lợn bị chọc tiết. Trung niên nhân chợt tỉnh ra hỏi. Cái gì, nghỉ ư? Không được, nếu nghỉ thì không thể đến nơi đúng thời hạn. Bây giờ thế này, hai người đi thêm một khoảng nữa, tìm chỗ khác mà nghỉ đi. Đại hán râu quai nón lúc này lên tiếng hỏi. Còn lão đại thì sao? Ta ư? Trung niên nam tử nhảy xuống ngựa và nói tiếp. Ta sẽ nghỉ tại đây một lúc, sau đó sẽ đuổi kịp các người. Đi đi. Tên mặt thẹo nhún vai, quét mắt nhìn thanh y thiếu nữ rồi nheo mắt nói. Lão đại, người thế nào? Bị bệnh chắc? Trời nóng thế này lại giữa đường giữa xá, chẳng lẽ người có thể hứng được sao? Trung niên nam tử dùng tay nói. Đi nhanh lên, không được nói lôi thôi. Lão đại, người rành mạnh lắm. Tên mặt sẹo nói xong rồi thúc cương dục ngựa. Lát sau hai con tuấn mã đã tung gió lao đi. Trung niên nam tử nhìn theo hai kỵ mã vừa đi xa, mới dắt ngựa vào buộc trong cột của lương đình, rồi so tay đứng tựa vào góc cột, cười lên hinh hít hai tiếng. Tiểu muội, nàng ở đây một mình không sợ gặp người xấu hay sao? Thanh y thiếu nữ không trả lời, hình như không nghe thấy. Trung niên nam tử cao giọng hơn. Tiểu muội tử, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Để ta nhớ lại coi. Đúng, phải rồi. Ở tử điếm, ta đi vào, nàng đi ra. Phải, tiểu muội tử à. Nàng thật là kỳ lạ nha, chỉ cần gặp một lần là ai không sao quên được. Ta đêm ngủ cũng nằm mơ thấy nàng mà. Nàng tên gọi là gì vậy? Thanh niên thiếu nữ chợt đứng lên cất bước. Trung niên hán tử sấn tới chặn đường. Tiểu muội tử, đừng có vội đi, hãy nghe ta nói đã. Ta thật tâm muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng thân ngữ một mình mạo hiểm trên đường vắng thế này được. Hắn đưa mắt nhìn chầm chầm vào thiếu nữ từ trên xuống dưới, rồi cười hền hệt nói thêm. Dốc dáng và dung mạo nàng đẹp quá đi mất, khiến ta chết mê chết mệt vì nàng đây. Nguyện theo nàng dù làm quỷ cũng cam tâm. Rồi nuốt bọt nghe ừng ực. Thanh niên thiếu nữ chợt lên tiếng. Theo ta làm gì? Nàng nhìn đối phương nét mặt bình tĩnh, không có gì là giận dữ cả. Trung niên nam tử lại nuốt nước bọt, mấy ngón tay ngọ ngoe nói. Tiểu muội tử, nàng đã lớn thế rồi, có lẽ còn chưa hiểu nam nhân và nữ nhân làm chuyện ấy thì thú ghê lắm. Nàng hiểu rồi chứ? Thiếu nữ thản nhiên cười đáp. Ta còn chưa hiểu lắm.
Nụ cười ấy khiến cho toàn thân của trung niên nam tử như phát điên lên. Tiểu muội tử, ta dạy cho nàng là hiểu ngay thôi mà. Nàng tên gọi là gì vậy? Giọng thiếu nữ vẫn lạnh lạnh. Ngươi chẳng cần biết làm gì. Trung niên nam tử gật đầu lia lịa. À, thôi vậy thế cũng được. Nàng không nói cũng không sao. Nhưng nàng làm nghề gì vậy? Vừa nói trung niên nam tử vừa bước tới thêm một bước. Lúc này chỉ cần giới tay là chạm được vào nhau. Ta ư? Ta làm nghề chạy mối. Thế nào chạy mối ư? Trung niên nam tử tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt rồi chợt gõ gõ vào trán mấy cái rồi nói. Nữ nhân làm nghề chạy mối, ta hiểu. Tiểu muội tử, nàng làm gì thì cũng phải theo quy củ. Đã đến Hàm Dương bái tổ nhập đạo chưa? Còn phải bái tổ nhập đạo nữa kìa. Tiểu muội tử, nàng đừng ra vẻ ngây thơ nữa. Đương nhiên là nàng đã thừa hiểu ta muốn nói. Đoạn chỉ tay vào ngực của mình, nghênh đầu nói tiếp. Suốt trăm dặm thành Hàm Dương đều thuộc địa bàn của Cốc công tử, mà Hồ Hữu Tài tức là ta đây là thủ hạ thân tín đệ nhất Cốc đại công tử. Chỉ cần Hồ Mẫu nói giùm một câu là không ai dám động đến nàng một sợi lông đâu. Thiếu nữ mở to mắt rồi nói. Nếu vậy gặp được Hồ Lão Đại là có phúc lớn rồi. Hồ Hữu Tài gật đầu nói. Đương nhiên chính là hữu duyên thiên lý lai tương hội. Hồ Lão Đại, ngươi còn xuất khẩu thành thơ nữa. Hồ Hữu Tài gãi đầu tỏ vẻ khiêm tốn. Cái đó chẳng qua thuận miệng buộc ra một câu, chứ bây giờ nói gì đến chuyện thờ phú. Ánh mắt dán chặt vào bộ ngực căng tròn của thiếu nữ, nuốt nước miếng ừng ực rồi nói tiếp. Đại muội tử à, nàng là một bông hoa, là tiên nữ giáng thế, cần gì phải làm cái nghề dắt mối. Chỉ bằng cứ theo ta bỏ quách nghề đó đi. Giọng thiếu nữ tỉnh queo. Người muốn ta lấy người ư? Đúng thế, chỉ cần câu đối chứng tỏ rằng đôi ta đã có duyên phận rồi. Nếu vậy để ta suy nghĩ thêm chút nữa đã. Khỏi khỏi đại muội tử, có gì mà nghĩ ngợi đâu. Người có duyên gặp nhau dù là thiên lôi cũng chả có chia sẻ được đâu. Nói xong thò tay sang định chộp lấy thiếu nữ. Thanh niên thiếu nữ lùi lại rồi hỏi. Người làm cái gì vậy? Đại muội tử à, chúng ta hãy thân thiết hơn một chút đi. Mắt của hắn đã mờ đục vì dục vọng. Thiếu nữ cười hỏi. Thế nào, thân thiết ư? Hồ Lão Đại, người thấy ở Lương Đình này thoải mái hay sao? Cái đó. Hồ Hữu Tài chợt sửng sốt. Vậy là cá đã cắn câu. Phải. Đây gần quan lộ đông người qua lại. Nàng xem. Chỗ lùm cây kia. Ở dưới đất cỏ rất là mượt. Làm sao? Xem cảnh vật đó cũng được đó. Thiếu nữ tỏ ra bình thản đến đáng ngạc nhiên. Hồ Hữu Tài nói rối rít. Vậy thì đi nào, ta hết chịu nổi rồi. Rồi duỗi tay định chộp sang lần nữa. Rút kinh nghiệm vừa rồi, hắn xuất thủ cực mạnh. Nhưng thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng lách mình qua là đã thoát được ngay. Hồ Hữu Tài ngạc nhiên hỏi. Nàng có luyện võ sao? Có luyện qua mấy ngày nhưng không đáng kể. Ồ, tuyệt lắm. Nữ nhân luyện võ công càng thú vị. Đi nào, ta còn có việc khác cần làm. Thiếu nữ bình thản nói, ta thấy việc khác không cần phải làm nữa. Dứt lời quay người bước thẳng về phía lùm cây cạnh khu rừng. Hồ Hữu Tài vội vàng đuổi theo, ra khỏi Lương Đình chỉ mới có 10 trượng, đã vào trong một đám cỏ tốt cao tới đầu người. Thiếu nữ quay sang nói, Hồ Lão Đại, đây được chưa? Được lắm, tốt, tuyệt vời. Vừa nói vừa xè tay lao tới như con hổ đói. Thanh niên thiếu nữ mắt bỗng lóe lên, giương tay chộp lấy quyển mạch của Hồ Hữu Tài vặn mạnh một cái. Hồ Hữu Tài vừa kinh ngạc vừa đau đớn kêu lên, đồng thời hắn vận hết toàn lực giải giụa nhưng không thoát được. Thiếu nữ sai khẽ khổ tay, khiến cho người của Hồ Hữu Tài cong quằn xuống, chút nữa thì ngã lăn ra. Tên dâm tặc đã ý thức được tình huống nghiêm trọng, cất giọng nài nỉ.
Đại muội tử, nàng làm gì vậy? Nàng muốn thử công lực của ta sao? Buông ra. Đột nhiên thiếu nữ cất giọng lạnh như băng. Tên họ Hồ nghe đây. Địa điểm là ngươi chọn, thân xác là do ngươi tựa mình dần đến. Và cũng chính ngươi đã nói rằng nguyện làm quỷ cũng cam tâm. Ở Hàm Dương ngươi chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, một con chó săn, không có tiếng tâm gì trong số thủ hạ của Cốc đại công tử. Giết ngươi chỉ thèm bẩn tay của cô nương ta mà thôi. Hồ Hữu Tài tròn xoe đôi mắt hỏi. Nàng, ngươi là ai? Ngươi không đáng biết. Sao ngươi dám? Thiếu nữ lạnh giọng. Giết ngươi chỉ như giết một loài sâu kiến mà thôi. Có gì mà không dám chứ? Báo trước với ngươi, nếu thật ngươi dám giết ta, cho dù thiên hạ bao la, vẫn không có chỗ dung thân cho ngươi đâu. Cốc đại công tử rất ái mộ thủ hạ đệ tử của mình, sẽ không có tha. Ây trời ơi! Tiếp theo là một tiếng rú thảm khóc. Hồ Hữu Tài đã ngã sấp mặt xuống, co giật mấy cái rồi nằm bất động. Thiếu nữ lầm bầm như tự nói với chính mình. Thật ra giết một kẻ vô lại như ngươi, thật sự không đáng chút nào. Đột nhiên đám cỏ lay động, một người đã hiện ra trước mặt. Người đó bận bộ đồ cũ rách, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Nữ sát thủ! Sau giọng nói đanh lạnh là ánh mắt quát lên như điện chiếu thẳng vào thanh y thiếu nữ. Cái gì? Nữ sát thủ ư? Đôi mắt hoang dã của thiếu nữ đã sáng lên. Ngươi đã đặt ngoại hiệu cho ta đó sao? Nữ sát thủ, nghe cũng được đó, ta tiếp nhận. Đó là danh hiệu mà nữ ni ở trong Phổ Độ Am đã gọi ngươi đó. Người mới đến quét mắt nhìn thi thể của Hồ Hữu Tài, mi nhíu lại. Thanh y thiếu nữ nói, thế cũng được. Nếu ni cô dưới chính suối biết rằng ta tiếp thu ngoại hiệu của bà ấy, nhất định sẽ rất thích thú đó. Dừng một lát lại nói, ngươi là ai? Ngươi chẳng cần biết. Thế ư? Ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ thực ra cô nương đã biết từ trước rồi. Ngươi gọi là Lãng Tử Lãnh Nhất Phàm, đúng vậy không? Người giờ đến đúng là Lãnh Nhất Phàm. Chàng nghe đối phương gọi rành rõ tên của mình, thì sững người ngơ ngác. Từ khi xuất đạo tự xưng là Lãng Tử, chàng chưa từng đề danh xuất tính, làm sao thiếu nữ mỹ miều này lại biết được chứ? Liền buộc miệng hỏi, sao người biết? Thanh niên thiếu nữ hừ một tiếng nhìn chàng nói, người muốn biết thì ta nói cũng không sao. Mấy ngày trước, người có thật một tên ác danh trên quan đạo ở gần Nam Dương gọi là Thiên Cẩu Hoa Bằng. Người đã phục danh tính của mình trước thi thể của hắn. Người đã chết thì đương nhiên không bao giờ có thể mở miệng được nữa. Nhưng người lại không ngờ những lời nói đó lại lọt vào tai của người sống. Lãnh Nhất Phàm thấy lòng chấn động. Đúng là có chuyện ấy thật. Lúc đó nghĩ rằng đối phương nhất định không thể sống, đã sơ suất nói ra danh hiệu của mình. Tục ngữ nói không sai, bức tường cũng có tai. Nếu lai lịch mình bị lộ ra trong giới giang hồ thì làm sao hoàn thành được đại sự. Thanh y thiếu nữ chừng như đọc được tâm sự của đối phương. Nàng cười rồi hỏi, Lãng Tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi sợ người ta biết được danh thực tính, có ý giết ngươi diệt khẩu, có đúng vậy không? Thiếu nữ nở một nụ cười rất quyến rũ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Nàng nói tiếp, tuy nhiên ta có thể đảm bảo với ngươi, danh tánh của ngươi sẽ không từ miệng của ta truyền ra đến người thứ ba nào đâu. Nếu không phải do chính ngươi hoặc một người nào khác thì danh hiệu đó sẽ được giữ kín. Tuy nhiên ta bảo đảm như vậy không phải sợ ngươi giết người diệt khẩu, bởi vì ngươi không thể giết được ta. Lãnh Nhất Phàm cứng lưỡi, chàng không biết đối đáp như thế nào. Chàng cảm thấy thiếu nữ thông tuệ quá người, ánh mắt sắc sảo như đọc được ý nghĩ của đối phương. Mình là đấng nam nhi, ngang tàn bãi thước, hà làm một việc hèn hạ là giết người diệt khẩu hay sao? Nhưng cô ta liên tiếp giết người như vậy, hành động lại tàn ác đến như thế. Tiếng của thanh y thiếu nữ lại cắt đứt dòng tư tưởng của chàng. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Cô xưng hô thế nào? Thiếu nữ nói với vẻ thản nhiên. Nói với người cũng không sao, ta gọi là Lâm Lâm. Tuy nhiên cô ta nói hay cũng không vậy cả. Không có họ, chỉ là một cái tên thiếu nữ thông thường. Điều đó chẳng giúp xác định được lai lịch của cô ta. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nhắc lại. Lâm Lâm ư? Chính phải.
Tuy nhiên chúng ta nên ước định một điều. Từ nay về sau, người hãy cứ gọi ta là nữ sát thủ. Ta rất thích cái ngoại hiệu này. Còn ta sẽ gọi ngươi là lãng tử, thế nào? Lãnh Nhất Phàm đáp, rất tốt, nhưng chuyện sau này chưa thể nói trước được. Ngươi nói vậy nghĩa là sao? À, ta hiểu rồi. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định giết người diệt khẩu. Ngươi còn muốn giết ta, có đúng vậy không? Không đúng. Lãnh Nhất Phàm nhìn thẳng vào mặt của Lâm Lâm rồi nói tiếp. Ta hỏi ngươi, vì sao giết người vậy? Lâm Lâm bình thản đáp, rất đơn giản, bởi vì chúng đáng chết. Được. Vậy người này đáng chết ở chỗ nào? Hắn khinh nhờn, muốn chiếm hữu ta. Giống chó muốn thay đổi tập tính ăn phân là chuyện rất khó. Ta không định làm việc đó, giết hắn đi là giúp cho giang hồ trừ hại. Thôi được rồi, cứ cho là hắn đáng giết đi. Nhưng hai vị ni cô ở trong phổ độ am đều là người xuất gia đã thoát khỏi trần tục. Người lấy lý do gì mà giết họ vậy? Lầm lầm nhíu đôi mày liễu, đôi mắt bỗng phát ra những tia đáng sợ, biểu môi nói. Người hỏi cùng ta đó sao? Ta không thích bị người khác bức bách, đặc biệt là nam nhân. Có phải ngươi tìm cơ để giết người diệt khẩu? Nếu như vậy ta sẽ không nói xem ngươi làm gì ta. Bây giờ thiếu nữ đã biểu lộ giả tính của mình, đầy vẻ khiêu khích. Sự dịu dàng biến mất, giờ cô ta giống như là một con hổ cái. Lãnh Nhất Phàm đanh giọng, không phải là mượn cớ để giết người diệt khẩu. Ngươi giết người tàn bạo ta đã chứng kiến, ta không thể không can thiệp, bởi vì ta là một võ sĩ. Võ sĩ ư? Lâm Lâm nhìn đối phương biểu môi rồi nói, nếu ta không nói, ngươi có thể làm gì ta? Ta buộc ngươi vĩnh viễn không thể tùy tiện giết người bất hạnh. Trong giọng nói đã chứa sát cơ. Lãng tử, ngươi buộc được hay không đó? Ngươi cứ thử xem. Dứt lời bước tới một bước, tay đặt lên chui kiếm. Tuy vậy chàng vẫn chưa rút kiếm ra. Ta đương nhiên muốn thử. Lầm lầm lắc nhẹ tay, lập tức trong bàn tay hiện ra một vật sáng lấp lánh. Cô ta giấu tay ra sau lưng vẫn chưa xuất thủ. Lãnh Nhất Phàm không thấy rõ thiếu nữ dùng thứ binh khí gì, không theo kích thước mà phán đoán thì đó là một ngọn chỉ thủ hoặc đoạn kiếm. Nhưng thứ đó sao so với trường kiếm của chàng chắc chắn không có lợi thế bằng. Nhưng theo kinh nghiệm thì những người sử dụng chỉ thủ hoặc là đoạn kiếm đều có võ công cao cường và độc đáo, tuyệt không thể coi thường. Lâm Lâm lúc này nói, lãng tử động thủ đi, sao đứng ngẩn người ra vậy? Xem ra cô ta hoàn toàn tự tin, không lưu tâm gì đến vấn đề sống chết sắp xảy ra trước mắt. Xem kiếm đây. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng quát một tiếng, trường kiếm rút phát ra khỏi bao rồi đâm sang đối phương nhanh như một tia chớp, khiến cho người ta không kịp nghĩ ngợi. Công, mũi kiếm của Lãnh Nhất Phàm bị đánh bật ra, Lâm Lâm nhảy sang phía đối diện. Lãnh Nhất Phàm kinh hãi lại quét sang một kiếm, Lâm Lâm cơ hồ không có trọng lượng, lướt nhẹ người sang bên. Chiêu kiếm của Lãnh Nhất Phàm lạc không, chàng đáo người xuất tiếp một kiếm nữa. Chỉ thấy dưới ánh dương quang một tia sáng lóe lên, nhưng Lâm Lâm mới nhảy qua được nửa đường, liền đột ngột đổi hướng. Vì thế khi Lãnh Nhất Phàm vừa chém kiếm tới thì thiếu nữ đã xuất hiện ngay phía sau lưng. Động tác thật là thần diệu. Lãnh Nhất Phàm chưa kịp thu kiếm về thì đã cảm thấy mũi dao đã dí vào hậu tâm của mình. Tiếp theo sau đó là một tiếng quát. Đứng im. Theo bản năng chàng cứng người lại. Như vậy là chàng đã bị bại dưới tay một thiếu nữ. Đó là một điều sỉ nhục. Lãng tử thế nào đây? Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng đáp, người cứ việc đâm vào đi. Chàng rủ kiếm xuống, không có cảm giác sợ hãi, vì trong lòng của chàng đã sẵn sàng đón nhận cái chết vào bất cứ lúc nào. Khái niệm sự sống và chết chỉ cách nhau bởi một giới hạn rất mong manh. Thiếu nữ cười nói, đương nhiên đâm vào là một chuyện vô cùng dễ dàng. Vậy sao ngươi chưa còn hành động ngay đi? Ta cần suy nghĩ kỹ một chút đã. Nếu ngươi không hạ thủ sau này nhất định sẽ hối hận đó. Lâm Lâm chợt phát lên cười. Rất có lý, lãng tử. Xưa nay ta chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Ta thật không biết ngươi thuộc hạng người nào. Tính mạng đang nằm ở trong tay người khác, sao ngươi vẫn cứ thản nhiên như không vậy chứ? Rồi buông một tràng cười khanh khách. Đương nhiên tiếng cười không ngọt ngào quyến rũ chút nào, vì cô ta
đang nắm trong tay một thứ binh khí giết người, dí sát vào tử huyệt của đối phương. Chỉ cần đâm nhẹ vào là tán mạng ngay. Lãnh Nhất Phàm bình tĩnh rồi nói, nữ sát thủ, trên giang hồ không phải hễ cứ giết người là bị người giết chết đâu. Không có gì đáng cười cả, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hình như ngươi đúng là một hán tử. Ta vốn không phải là một nữ nhân. Ngươi thật không hề sợ chết sao? Sợ chết không nhất định là được sống đâu. À, ngươi nói rất có lý. Tuy nhiên ta không tin rằng, đối với cái thế giới, người không có một chút lưu luyến nào, cảm thấy nhắm mắt là không hề ưu tư. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng đáp. Người nói vậy không phải là không có lý, nhưng cái đó còn tùy theo người. Có người rất trọng sinh mạng của mình, là có người không để ý đến nó. Người thuộc loại người không để ý. Lãnh Nhất Phàm trả lời không chút e dè do dự. Phải. Nhưng có thật, chàng không để ý đến cái chết đang lơ lửng trước mắt hay không? Đương nhiên là không. Ngay cả những kẻ vong mạng đối với chuyện sống chết còn phải đắn đo. Huống chi là chàng không phải là người đang giống mạng. Nói không để ý và tỏ ra khí phách của một võ sĩ. Thực ra đối với chàng vẫn suy tính. Bởi vì chàng xuất hiện trên giang hồ không phải là để lang bạc, mà là có một chuyện để làm. Đột nhiên từ lương đình truyền ra tiếng ngựa hí vang, sau đó là tiếng gió, rồi im bặt. Hiển nhiên là đã có người dừng lại ở lương đình. Tiếng người bỗng vang lên. Ồ, chẳng phải ngựa của Hồ Lão Tài đó hay sao? Chẳng biết hắn đi đâu rồi. Một giọng khác lại nói, tên này hành sự thật là bất cẩn. Chuyện khẩn cấp như thế này mà hắn vẫn không chú trọng. Nếu tìm thấy, ta phải giáo huấn hắn mới được. Có thể hắn đang đau bụng mà. Cứ chờ một lát xem sao. Lãnh Nhất Phàm lúc này cảm thấy mũi dao phía sau lưng bỗng nới lỏng ra. Tuy vậy chàng vẫn đứng bất động, chờ phản ứng tiếp theo của đối phương. Chỉ nghe Lâm Lâm thì thào, chúng ta đi thôi. Đi ư? Lãnh Nhất Phàm quay lại, thấy Lâm Lâm đã lùi xa mình đến năm thước, tài đã hạ xuống, ánh mắt không còn sát khí nữa. Chàng thở ra một hơi rồi từ từ hỏi, người nói chúng ta nghĩa là không định giết ta nữa. Muốn giết người thì sau này còn có cơ hội, chẳng việc gì phải vội. Hiện tại chúng ta cần rời khỏi nơi này. Nói đoạn đưa ánh mắt nhìn về hướng lương định. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng hỏi, sao lại cần phải đi? Ở hương đình có đồng bọn của Hồ Hữu Tài là tên Súc Sinh. Đương nhiên là chúng đều là những thủ hạ của tên Cốc Đại Công Tử. Cốc gia ở Hàm Dương có thế lực rất lớn. Hiện tại ta không muốn trực diện đối đầu với chúng. Vì thế cho nên cần tạm thời lánh đi. Còn ngươi cũng chẳng việc gì mà nhúng tay vào, đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm thốt hỏi, ngươi sợ ư? Không phải thế, chẳng qua là không muốn giết người. Lầm lầm chưa dứt câu, thì từ ở lương đình lại có tiếng nói vọng ra. Trong này có người, giọng của nữ nhân hình như còn có. Một giọng nói khác tiếp theo, đến xem sao. Từ lương đình tới lùm cây chỉ chưa đến 10 trượng. Trong chớp mắt đã thấy có người xuất hiện. Đó là hai hán tử bận khinh trang. Lãnh Nhất Phàm và Lâm Lâm đành phải đứng nguyên vị. Riêng Lãnh Nhất Phàm vẫn cầm thanh trường kiếm trên tay, chúi mũi kiếm xuống đất. Ồ! Hai hán tử cùng kêu lên, phát hiện ra thi hài của Hồ Hữu Tài, lập tức rút phát trường kiếm, bốn mắt lông lên dữ tợn, quét qua nhìn Lâm Lâm, sau đó hướng tới Lãnh Nhất Phàm. Một trong hai hán tử mặt đen bỗng lên tiếng quát hỏi, người này là do ngươi giết? Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng không đáp. Tên hán tử kia da mặt trắng bóc gầm lên, tiểu tử, người ăn rang hùm mật gấu hay sao mà dám công nhiên giết người ở đây? Chắc rằng đã chán sống rồi, mau phục danh tính. Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng buông mấy tiếng, các người không xứng. Hai tên hán tử mắt đỏ ngầu, mặt hiện đầy sát cơ, thái độ hung dữ như ác thú bị mất mồi, trông rất dễ sợ. Chợt Lâm Lâm lúc này lên tiếng nói, tên này do bản cô nương giết đó. Hai tên hán tử bất giác cùng quay về phía Lâm Lâm, ngạc nhiên nhìn cô ta một lúc. Sau đó tên mặt đen trầm giọng hỏi, nha đầu, ngươi định chạy tội cho hắn hay sao? Tên mặt trắng tiếp lời, tiểu tử kia kiếm còn chưa nhập vào bao, thế mà cô em mỹ miều lại tự nhận mình giết.
Ngươi có thể giết người bằng tay hay không? Lâm Lâm thông thả trả lời, khó mà biết được. Tên mặt trắng ngoẹo đầu nói, cô em mỹ miều, trong cô em ngon đáo để đôi bàn tay bé nhỏ kia, chỉ để cho nam nhân giỡn chơi thôi. Hãy chờ một tí, đợi ta thịt xong tên này, sẽ cùng cô em hưởng lạc thú. Dứt lời quay sang Lãnh Nhất Phàm. Câu hắn vừa nói khiến cho chàng nổi sát cơ, ánh mắt phát ra hai luồng hàn quang đáng sợ. Chàng dương kiếm lên rồi chuẩn bị. Phản ứng của Lâm Lâm còn đáng sợ hơn. Đôi mắt đầy vẻ hoang dại của cô ta long lên sáng rực như hai hòn than, khiến người ta nhìn vào đôi mắt ấy phải rợn cả người. Đôi mắt hoàn toàn không phù hợp chút nào với vẻ đẹp dịu dàng trên khuôn mặt của thiếu nữ. Phải là ánh mắt của loài giả thú. Lâm Lâm nhảy ra một bước, chặn trước mặt tên mặt trắng, chiếu thẳng hai ánh mắt đáng sợ đó vào mặt của hắn. Tên mặt trắng định nói gì nhưng nửa chừng bắt gặp ánh mắt của đối phương đã ngừng lại, môi mấp máy không thốt ra lời, bất giác bước lùi một bước. Lâm Lâm nói dằn từng tiếng, là ngươi tự mình tìm cái chết. Rồi cử bước tiến lên. Tên mặt trắng đột nhiên dung thanh trường kiếm bất ngờ chém tạc xuống vai tả của Lâm Lâm. Lưỡi kiếm vẽ lên một đường vòng cung như một tia chớp, đủ chứng tỏ rằng thân thủ của hắn không phải tầm thường. Lâm Lâm không chậm trễ, chẳng phải dùng thân pháp gì tránh cả. Một chiều kiếm lách người tới sát trước mặt đối phương, giống như là tên hán tử mặt trắng cố ý để cho nàng ta có một khoảng trống vậy. Phập một tiếng kêu thảm, bàn tay của Lâm Lâm đã áp vào chỗ giữa ngực của đối thủ. Cùng lúc đó tên hán tử mặt đen cũng rút kiếm tấn công Lãnh Nhất Phàm. Trong tiếng kiếm chạm nhau, tên hán tử bị chấn lùi hai bước, người lão đảo cũng vừa tới bên cạnh của tên mặt trắng. Lại một tiếng rú vang lên nữa. Lâm Lâm ấn mạnh tay khiến tên hán tử mặt trắng đổ gập người xuống, nhanh như chớp quật ngược tới hậu tâm. Tên hán tử mặt đen, tên này rú lên dương to đôi mắt, rồi dại dần, từ từ nhũng người xuống mặt đất. Lần này tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng của Lãnh Nhất Phàm khi chàng trông thấy binh khí trong tay của Lâm Lâm không phải là đoản kiếm, cũng không phải là chỉ đao, mà là một chiếc tiễn đao dài chừng 8 tấc. Dùng tiễn đao làm binh khí xưa nay trong võ lâm, những nhân vật bạch đạo chưa ai dùng loại này. Người ta vẫn coi đó là binh khí của tà môn. Lâm Lâm cúi xuống, dùng tử thi lau sạch vết máu trên chiếc tiễn đao. Sau đó cô ta cất binh khí vào túi áo. Đôi mắt mang giả đã dịu lại, nhìn sang Lãnh Nhất Phàm rồi nhẹ giọng hỏi, lãng tử, người không trách ta giết người nữa chứ? Lãnh Nhất Phàm không đáp. Hành vi của hai tên hán tử đó đúng là đáng chết. Chính chàng đã nói, trên giang hồ nếu không giết người tất bị người giết. Nếu nói rằng trách cô ta, chẳng phải ra tự mình giả lấy miệng mình sao? Như vậy việc Lâm Lâm giết hại hai tên hán tử kia chỉ là hành động tự vệ. Chàng từ từ tra kiếm vào bao. Lâm Lâm lên tiếng nói, lãng tử, chúng ta nên đi rồi. Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng đáp, cô nương cứ tùy tiện. Người không muốn theo ta sao? Chúng ta căn bản là không cùng một con đường. Lâm Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt của Lãnh Nhất Phàm một lúc rồi chợt quay người bỏ đi. Chàng nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang xa dần thầm nghĩ, cô ta đáng yêu đến thế, nhưng sao lại là kẻ sát thủ đáng sợ đến giường ấy chứ? Nhưng rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào? Cứ xem thân pháp và thủ pháp phi phàm như thế đủ thấy, cô ta thuộc hàng cao thủ nhất lưu. Thế nhưng tại sao lại dùng tiễn đao làm binh khí? Nghĩ ngợi một lúc, chàng cũng cất bước rời khỏi hiện trường. Dần dương đã chết xuống khá thấp, tuy vậy trời vẫn còn nóng bức, nhưng đã đỡ hơn lúc trưa rất nhiều. Lãnh Nhất Phàm không có việc gì khẩn cấp, vì thế cứ thong thả mà đi. Chỉ là trong lòng của chàng luôn luôn đeo nặng một mối ưu tư, mình có thể hoàn thành sứ mạng được ủy thác hay không? Mặt khác sứ mạng ấy không thể không hoàn thành. Trên quan lộ hành nhân đã đông hơn. Lãnh Nhất Phàm cứ lơ đãng dần bước, đột nhiên một tiếng kêu thảm vọng đến từ khu rừng cách quan lộ không xa. Tuy thanh âm không lớn lắm nhưng rất rõ ràng, như thể đập thẳng vào tim người chứ không gian tới tai. Lãnh Nhất Phàm nghe tiếng la,
thấp thoáng chấn động nhìn về hướng đó. Thoạt tiên chàng không muốn can dự vào, nhưng đột nhiên tính hiếu kỳ lại trỗi dậy. Bất giác chàng nghĩ đến vị nữ sát thủ vừa rồi. Chẳng lẽ nghĩ tới đó chàng rời quan lộ phóng mình vào rừng. Vừa qua khỏi mấy dòm cây, chỉ vừa thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, chàng đã đỏ ngầu cả mắt, mặt hiện sát cơ. Trong rừng, Lầm Lầm đứng tựa thân vào một gốc cây. Dưới chân cô ta là một người nằm sóng xoài, chiếc tăng y nhuộm đầy máu, chính là một ni cô, chừng như giờ đây đã thành một cái xác chết. Lãnh Nhất Phàm bước tiến tới gần hơn, thì giờ của chàng đã nhận ra, người nằm trên mặt đất quả nhiên là một vị thiếu ni. Đôi mắt ngầu đỏ của chàng nhìn xoáy vào mặt của Lâm Lâm, nghiến răng nói: người xuất gia có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại tận sát đến một người cũng không chừa vậy? Lâm Lâm nét mặt thản nhiên, không hề lộ ra một biểu hiện gì khác thường, nhìn chàng với ánh mắt cười cợt rồi hỏi lại: Lãng tử, ngươi như âm hồn bất tán vậy, lúc nào cũng bám lấy ta là sao? Lãnh Nhất Phàm giọng lạnh lùng nói: ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại giết người? Lâm Lâm nghiêm mặt buông rõ từng tiếng: diệt ác trừ bạo đó. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn cô ta rồi hỏi: cô ta làm điều gì mà ác chứ? Lâm Lâm cười nói: nếu như ta không đáp thì sao? Lãnh Nhất Phàm giọng lạnh lùng pha lẫn sát khí: nếu vậy thì ta phải ra tay trừ ác. Lâm Lâm bật cười thành tiếng, đảo nhanh đôi nhãn châu, giơ tay chỉ sang bên cạnh rồi chậm rãi nói: sao ngươi không tự đến hỏi cô ta xem? Lãnh Nhất Phàm theo hướng tay chỉ của Lâm Lâm nhìn sang, chợt thốt lên một tiếng kinh dị. Nguyên chàng bấy giờ mới trông thấy, cách đó chừng hai trượng, dưới một cây cổ tùng, một thiếu nữ y phục nhếch nhác đang ngồi thu lưu trên đám cỏ. Chắc rằng cô ta vừa trải qua một biến cố kinh hoàng nào đó, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm về phía trước như người mất trí. Lãnh Nhất Phàm hỏi: cô ta là ai? Một. Có chuyện gì vậy? Người cứ qua hỏi cô ta đi. Lãnh Nhất Phàm bán tính bán nghi nhưng vẫn đi tới trước mặt thiếu nữ, nước mắt nhìn cô ta rồi hỏi: cô nương, đã xảy ra chuyện gì thế? Thiếu nữ bỗng ôm mặt khóc nấc lên. Lãnh Bất Phàm bối rối không biết phải xử trí ra sao trong tình huống này. Nhưng việc vị nữ ni bị sát thủ giết chết thì có liên quan gì đến thiếu nữ thường dân này chứ? Tần ngần một lúc, chàng lại cất tiếng hỏi: xin cô nương đừng khóc nữa, hãy nói xem có chuyện gì vừa xảy ra. Thiếu nữ lấy tay áo lau nước mắt một lúc sau mới trấn tĩnh lại rồi bắt đầu kể: mẹ của ta đã bị bệnh, đã từng thỉnh cầu danh y quanh vùng, thế nhưng vẫn không khỏi. Vừa rồi dân nữ nghe nói có vị Bồ Tát ở Phổ Độ Am rất là linh nghiệm, hãy cầu thì được tất ứng ngay. Cũng vừa dịp hôm nay, vị tiểu sư thái thượng môn Quá Duyên biết gia mẫu bệnh lâu không khỏi, liền đồng ý để dẫn nữ đồng hành đến Phổ Độ Am cầu giúp. Không ngờ vừa nói đến đó lại òa lên khóc. Lãnh Nhất Phàm đang bị câu chuyện cuốn hút liền nói: không ngờ chuyện gì? Thiếu nữ ngẩng lên cắn môi rồi nói tiếp: không ngờ vị ni cô đó là giả. Nói rồi cúi thấp đầu xuống. Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc rồi thốt hỏi: giả ư? Thiếu nữ cúi đầu xuống sát ngực nói bằng một giọng phẫn nộ: dạ, hắn không phải là nữ nhân. Lãnh Nhất Phàm kinh hãi buộc miệng nhắc lại: hắn không phải là nữ nhân? Đúng thế, hắn là yêu nhân đóng giả ni cô. Bởi vì trời nóng quá, hắn bảo dân nữ đưa hắn vào rừng để tránh nắng. Đột nhiên hắn dở giọng gian tà, động tay động chân, sau đó lộ rõ chân tướng, định mai mà được vị nữ hiệp này. Đôi đồng tử của Lãnh Nhất Phàm chợt mở to ra. Nếu lời kể của thiếu nữ kia đúng là sự thật thì đây là quái sự chưa bao giờ chàng nghe thấy. Nếu thật có chuyện đó thì việc Lâm Lâm giết người đương nhiên là nên rồi. Nghĩ vậy cho nên chàng bèn hỏi thêm: chuyện đó là thật sao? Thiếu nữ cắn môi đáp: công tử có thể tự mình kiểm tra mà. Lãnh Bất Phàm quay lại và bỗng sửng sốt: Lâm Lâm không còn ở đó nữa, không biết đã đi mất từ bao giờ. Chàng bước đến gần tử thi, thấy trên ngực áo nạn nhân y phục đã bị đao rạch đứt một mảng,
lộ ra một mảnh vẽ độn ở bên trong. Chàng cúi xuống xem xét kỹ, quả nhiên là vị nữ ni kia hoàn toàn không phải nữ nhân. Nhưng một nam nhân mà có dáng vẻ nhỏ nhắn như thế, dùng mạo lại anh tuấn như thế, thì lời của thiếu nữ kia vừa gọi hắn là một yêu nhân, thì quả thật không sai chút nào.